Cảm ơn Chúa vì chúng ta là con trai con gái của Ngài. Chúa là đấng chúng ta tin cậy. Ngài là ai? Xin hãy lắng nghe. Sáng Thế Ký, Ngài là đấng sáng tạo. Xuất Ê-díp-tô Ký, Ngài là đấng mua chuộc. Lê Vi Ký, Ngài là thánh. Dân Số Ký, Ngài là đấng dẫn dắt. Phục truyền luật lệ ký, Ngài là vị thầy. Giô-suê, Ngài là đấng chinh phục toàn năng. Các quan xét, Ngài là vị thẩm phán tối cao. Ru-tơ, Ngài là đấng chuộc lại sản nghiệp. Sa-mu-ên nhất, Sa-mu-ên nhì, Ngài là vị tiên tri vĩ đại. Các vua nhất, các vua nhì, Ngài là vua của các vua. Sử ký nhất, sử ký nhì, Ngài là đấng cầu thay cho chúng ta. Ê-xơ-ra, Ngài ghi chép cách trung thực mọi điều. Nê-hê-mi, Ngài là đấng xây dựng lại những gì đã đổ nát. Ê-xơ-tê, Ngài là đấng giải cứu. Job, Ngài là đấng chữa lành. Thi Thiên, Ngài là nguồn của sự ca ngợi. Châm ngôn, Ngài là sự khôn ngoan trong đời sống. Truyền đạo, Ngài là sự khôn ngoan của chúng ta. Nhã ca, Ngài là người yêu toàn hảo. Esai, Ngài là hoàng vương an bình. Jeremy, Ngài là đấng an ủi. Ca thương, Ngài là niềm an ủi. Esetien, Ngài là con người. Daniel, Ngài là đấng có từ trước. Ose, Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Joen, Ngài là nơi nương náu của tôi. Amod, Ngài là đấng phán hứa với tôi. Abia, Ngài là đấng cứu chuộc quyền năng. Yona, Ngài là đấng cứu thế gian. Miche, Ngài là sự bình an của chúng ta. Nahum, Ngài là đấng báo thù. Habakuk, Ngài là đấng thánh. Sophoni, Ngài là đấng cứu chuộc toàn vẹn. Age, Ngài là Chúa của các cơ binh. Sachari, Ngài là con Đức Chúa Trời bị đóng đinh. Malachi, Ngài là con của sự công chính. Matthew, Ngài là vua. Mark, Ngài là tôi tớ trung thành. Luca, Ngài là con người thật. Giăng, Ngài là con Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ, Ngài là Chúa phục sinh. Roma, Ngài là đấng biện hộ. Corinto nhất, Ngài là sự công chính của tôi. Corinto nhì, Ngài là đấng đắc thắng. Galati, Ngài là đấng cứu chuộc tôi. Epheso, Ngài là đầu của hội thánh. Philip, Ngài là niềm vui của chúng ta. Colosse, Ngài là sự hoàn tất. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, Ngài là hy vọng của chúng ta. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, Ngài là sự vinh hiển. Ti-mô-thê nhất, Ngài là đấng trung bảo. Ti-mô-thê nhì, Ngài là vị thầy khả kính. Tiếp, Ngài là hy vọng phước hạnh. Phi-lê-môn, Ngài là nguồn lợi cho chúng ta. Hê-bơ-rơ, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Gia-cơ, Ngài là quan án công bình. Phi-e-rơ nhất, Ngài là gương mẫu của chúng ta. Phi-e-rơ nhì, Ngài là sự thánh khiết. Giăng nhất, Ngài là sự sống. Giăng nhì, Ngài là khuôn mẫu. Giăng ba, Ngài là lẽ thật. Giu-đe, Ngài là nền tảng của đức tin. Khải huyền, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Còn thiếu gì nữa không? Chắc chắn là không. Khi suy gẫm đến những điều này, chúng ta phải ăn năn. Vì Chúa ơi, con buồn, con thất vọng, con lo lắng, con bối rối về nhiều điều. Vì con hiểu Ngài quá ít. Một đấng như vậy đang ở giữa chúng ta. Quý vị đã nhận Ngài. Chúng ta không thuộc về số của những người chối bỏ Ngài. Chúng ta đã nhận Ngài. Và Ngài ở đây. Ngài chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Và danh Ngài như đã được kể ra. Còn gì để khiến chúng ta lo lắng, bối rối, hoang mang, sợ hãi không? Chính Phao-lô đã cầu nguyện: tôi cầu cho anh em được biết bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của tình yêu Ngài. Để kết thúc, tôi muốn chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh này ở trên bảng. Xin chúng ta cùng đọc chung. Chúng ta có thể đứng lên. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có. Vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ người đời làm chi tôi được. Tôi trích câu kinh thánh này vì nó nằm trong bối cảnh là tác giả của Hê-bơ-rơ khuyên là đừng có hà tiện, đừng có tham tiền. Nhưng mà không phải chỉ áp dụng trong lĩnh vực tiền bạc không thôi đâu. Chúng ta có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống. Bắt đầu từ chỗ: vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Đấng đó là ai? Chúng ta đã nghe rồi, đã biết rồi. Và suốt cả cõi đời đời vẫn không đủ thì giờ để khám phá ra Ngài tuyệt vời đến mức nào. Đấng đó chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta. Và hãy thưa với Chúa rằng: cảm ơn Chúa, Chúa giúp đỡ con sẽ không sợ. Bệnh tật sẽ làm gì con? Thiếu thốn sẽ làm chi con? Bắt bớ sẽ làm con sa ngã sao? Ngài quá tuyệt vời. Không ai có thể làm gì chúng ta, vì chúng ta đã là con của Ngài. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn tất cả những kẻ ở trong thế gian. Lời cầu nguyện của tôi dành cho mỗi một ông bạn chị em bước vào năm mới 2024, hãy nhớ rằng Chúa là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài chưa bao giờ có ý định lìa bỏ chúng ta, và Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.